thưa quý vị thiên tai ngày càng diễn ra bất thường trong những năm gần đây vì vậy công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra nhằm đổi mới nội dung đa dạng hóa phương thức truyền thông cũng như động viên khuyến khích sự sáng tạo đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các nhạc sĩ nghệ sĩ và người dân quan tâm tới công tác phòng chống thiên tai góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các loại hình dân ca gần gũi với cuộc sống ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phát động cuộc thi sáng tác lời mới cho làng điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai trên phạm vi cả nước đây là cuộc thi nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 năm 2021. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, phản ánh thực trạng, bài học kinh nghiệm, giải pháp trong công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thời gian bắt đầu phát động cuộc thi tháng 12 năm 2020, thời hạn nhận tác phẩm dự thi hết ngày 31 tháng 3 năm 2021. Công bố và trao giải thưởng dự kiến vào tháng 5 năm 2021. Phạm vi và đối tượng tham gia gồm mọi công dân Việt Nam quan tâm tới công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt khuyến khích các cán bộ công chức, viên chức, người lao động công tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân am hiểu về dân ca và nhà cổ truyền tham gia sáng tác dự thi. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Tác phẩm tham dự cuộc thi tập trung phản ánh tác động hiểm họa từ các loại hình thiên tai theo vùng miền chú trọng tuyên truyền đến các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em người cao tuổi phổ biến tuyên truyền các kỹ năng ứng phó kinh nghiệm kiến thức bản địa về phòng chống thiên tai ở các địa phương